Bước vào giải đấu trên sân nhà với mục tiêu giành chức vô địch, hiển nhiên hai trận thua quyết định là điều mà đội tuyển Việt Nam không mong muốn, nhất là khi đã tạo được thế trận tốt và không ít cơ hội ghi bàn. Vậy thì sau hai cú vấp này, điều gì sẽ được ban huấn luyện rút ra để chuẩn bị tốt hơn cho vòng loại Olympic Rio 2016? Với khoảng nửa tháng chuẩn bị, hiệu ứng tích cực đầu tiên của huấn luyện viên Takashi là đã giúp đội tuyển Việt Nam cải thiện đáng kể yếu tố thể lực. Nhưng lối đá 4-4-2 xem ra vẫn còn khá xa lạ so với các cầu thủ vốn không mạnh với bóng dài. Những tình huống để thua ở trận đấu quan trọng nhất đều đến với cùng một kịch bản, đó là không theo kịp về tốc độ. Còn trên hàng công, đội cũng thiếu một chân sút đẳng cấp để tận dụng các cơ hội đã tạo ra. Vẫn biết, sự thay đổi luôn cần thời gian để thích nghi. Vì thế, đội tuyển Việt Nam vẫn phải nỗ lực để hoàn thiện lối chơi mới, cùng lúc với việc chứng kiến bóng đá nữ Thái Lan hái quả ngọt sau một thời gian dài đầu tư khi họ lên ngôi vô địch Đông Nam Á lần thứ 2 trong lịch sử